tranh hạng ba World Cup 2022 Croatia vs Maroc, những sắc thái trái ngược. Hai đối thủ Croatia vs Maroc bước vào trận tranh hạng ba World Cup 2022 với những sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau. Khát vọng đổi màu huy chương World Cup của Croatia tan vỡ khi Luka Modric và các đồng đội sớm hỏng kế hoạch trong trận bán kết với Argentina mà Lionel Messi mang nhiều chất Diego Maradona nhất. Màn trình diễn ngoạn mục của Messi cùng hiệu quả của Julian Alvarez khiến Croatia chịu thất bại nặng nề 0-3. Trong khi đó, bức tường phòng ngự chắc chắn mà Maroc xây dựng trong hành trình ở Qatar sụp đổ trước Pháp. Một loạt chấn thương của các hậu vệ là nguyên nhân chính khiến lá chắn trước khung thành thủ môn Bono tan vỡ, dẫn đến việc Maroc không thể tạo bất ngờ trước nhà đương kim vô địch. Sau tất cả, với Croatia và đặc biệt là Maroc, có mặt trong nhóm 4 đội tuyển mạnh nhất World Cup 2022 là thành công vang dội. Croatia đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Nhiều gương mặt trẻ chưa đạt được mức độ như Ivan Rakitic hay Mario Mandzukic tại nước Nga 2018. Vì thế, lối đá mà huấn luyện viên Dalic xây dựng phụ thuộc rất nhiều vào các đường truyền phát động của Modric cũng như tốc độ bên cánh trái của Ivan Perisic. Đối với Maroc, vào bán kết là kỳ tích. Trong 21 kỳ World Cup trước đó, chưa từng có đội tuyển nào của Ả Rập và Châu Phi tiến xa hơn vòng tứ kết. Tối thứ Bảy, 22 giờ ngày 17 tháng 12, trong trận tranh hạng 3 trên sân Khalifa, Croatia và Maroc đều nghiêm túc cho một chiến thắng. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Modric trong sự nghiệp World Cup. Không loại trừ khả năng anh giã từ sự nghiệp quốc tế để tập trung cho Real Madrid nên càng quyết tâm chiến thắng. Maroc gạt nỗi buồn thua Pháp ở bán kết và chiến đấu với niềm kiêu hãnh trước Croatia. Thầy trò Walid Regragui muốn rời Qatar bằng vị trí thứ ba, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ ở quê nhà cũng như bóng đá Ả Rập và Châu Phi. Giữa Croatia và Maroc mang những sắc thái khác nhau về chiến thuật cũng như sự bùng nổ. Trong khi đại diện châu Âu rất hiệu quả ở cuối mỗi hiệp thì những chú sư tử Atlas cân bằng hơn khi thực hiện phản công. Sân Khalifa hứa hẹn cuộc tranh tài cân bằng và hấp dẫn khi Modric so tài Hakim Ziyech và Ivan Perisic đọ sức đồng đội cũ Achraf Hakimi. Những trụ cột đưa Inter đến chức vô địch Serie A 2020-21.